Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Thì trong cái video ngày hôm nay em sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời. Nó sẽ hỗ trợ cải thiện cực kỳ hiệu quả các vấn đề về gầu, nấm ngứa da đầu, dai dẳng lâu năm, hoặc những anh chị nào mà bị vẩy nến, á sừng ấy, ở trên da đầu của mình ấy, nó hoặc là bị viêm da tiết bã ấy, thì dùng cái sản phẩm này cực kỳ hiệu quả nhờ, và nó đang rất là nổi trên thị trường nhá. Đó chính là dầu gội Antison của nhãn hàng iCare Pharma. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ làm rõ cho mọi người nắm vững về cái ưu điểm, nhược điểm của cái sản phẩm này, và đặc biệt là hướng dẫn cho mọi người cách phân biệt thật giả nhé, bởi vì cái sản phẩm này nó có rất là nhiều hàng giả. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đấy chính là số 0966 636 631, để khi mà mọi người cần hỗ trợ, cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nhé. Thì trên tay em đây chính là cái hộp Antison iCare Pharma, cái lô mới nhất của công ty này mọi người. Đây, sản xuất vào tháng 10 năm 2023 và hạn sử dụng nó là tháng 10 năm 2025. Thời điểm em quay video này chính là tháng 10 năm 2023 luôn mọi người nhé, là sản phẩm mới nhất luôn. Ở trên hộp thì nó sẽ có một cái tem chống giả như thế này rất là rõ. Thì đây nó là một cái dòng sản phẩm mà cực kỳ hiệu quả cho những ai mà đang bị gặp các cái vấn đề về nấm ngứa da đầu dai dẳng lâu năm đấy. Và cái sản phẩm này nó có cái điểm đặc biệt là nó chiết xuất từ hơn 10 cái loại dược liệu tự nhiên, nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ mọi người nhé. Và những cái tình trạng như thế này này mọi người, bị da bị vẩy sừng này đấy, vẩy nến á sừng này, những cái tình trạng mà bị nhiều như thế này, hoặc là bị viêm da tiết bã đấy, rồi khiến da của chúng ta, khiến đầu của chúng ta nó rất là nhiều gầu, rồi cái da của chúng ta nó sẽ phủ trên cái đầu ấy, nó phủ đầy màu trắng hoặc là màu vàng ấy, dùng rất là tốt. Và hoặc là chúng ta bị kiểu cái tình trạng mà bị gầu nấm ấy, nó rất là khó chịu và nó rất là mất thẩm mỹ đấy mọi người ạ. Và đây đó là một số những cái hình ảnh trước và sau khi sử dụng cái sản phẩm này. Ban đầu á thì nó rất là nhiều gầu vẩy trắng đầy ở trên đầu luôn này mọi người, nhưng mà sau một thời gian sử dụng mọi người thấy không, cái tóc của mình nó sẽ không còn những cái tình trạng mà vẩy gầu rồi các mảng trắng các kiểu nữa, rất là tốt. Và cái sản phẩm này á, nó rất hiệu quả nhá. Nó rất hiệu quả nha, chúng ta chỉ cần gội 2 đến 3 lần thôi là chúng ta sẽ cảm nhận ngay được cái hiệu quả của nó, và thậm chí là hiệu quả ngay từ lần gội đầu tiên mọi người nhá. Đây này, trước khi sử dụng ấy thì da chúng ta, tóc của chúng ta nó sẽ rất là nhiều gầu và vẩy trắng, ngứa nữa. Sau 15 ngày thì các bạn thấy không ạ? Anh chị thấy không ạ? Đấy, và cái tình trạng viêm da nó sẽ không còn nữa này. Đấy, và đây sau 30 ngày thì tóc mình rất tuyệt vời. Và cái sản phẩm này á, nó không có gây kích ứng nha da nhé, và cái độ pH của nó là tương thích với độ pH của da. Đấy mọi người thấy không? Đấy, và khi mà thử bằng quỳ tím ấy mọi người thấy không? Nó hoàn toàn không đổi màu. Đấy mọi người thấy chưa ạ? Mọi người thấy chưa ạ? Đấy, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Đây. Rồi, phù hợp với người lớn và trẻ em luôn nhé mọi người nhá. Da khô, da dầu, da nhạy cảm ấy dùng rất là hiệu quả. Và cái lý do gì để chúng ta có thể dùng cái dầu của Antison iCare này? Nó là một cái dòng sản phẩm mà chiết xuất hơn 10 cái loại dược liệu từ Ấn Độ. Đấy, thứ hai nữa là hỗ trợ gầu trị nấm ngứa da đầu rất tốt. Thứ ba là hương thơm của nó rất là dịu nhẹ và tự nhiên. Và khi sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta rất hay là chúng ta không cần phải dùng thêm dầu xả nhé. Khả năng tạo bọt của nó thì rất là tốt, giảm gầu nấm ngứa chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng thôi, và hiệu quả chúng ta cảm nhận được ngay từ lần gội đầu tiên mọi người nhé. Và phù hợp với những cái người mà phù hợp với mọi đối tượng luôn, mọi làn da luôn. Và những anh chị nào mà đang bị gầu ngứa da đầu, gầu lâu năm, dùng nhiều loại sản phẩm rồi mà nó vẫn không hết gầu, người có da đầu nhờn, bết dính, tóc khô sơ, dễ gãy rụng. Đấy, người có tóc bị hư tổn do tẩy nhuộm hóa chất, tóc yếu dễ gãy rụng dùng cũng rất là tốt nhá. Nó sử dụng một cái công thức chuyên biệt giúp hỗ trợ loại bỏ gầu, người ta gọi là Malassia. Nó sẽ ngăn chặn tối đa nguy cơ mọi loại gầu quay trở lại, đặc biệt là những người bị gầu lâu năm, dùng nhiều loại dầu gội rồi mà vẫn bị tái phát. Mặc dù là nó sẽ không có quá nhiều bọt đâu, nhưng mà nó khả năng tạo bọt của nó rất là tốt, và cảm giác chúng ta gội rất là thích nhá. Và cái độ pH của nó như nãy em nói đấy là 6.5, và hơn 10 loại dược liệu tự nhiên, nên là hiệu quả ngay từ lần gội đầu tiên
mọi người nhé. Đấy thì đó chính là cái thông tin cơ bản về cái anti son này. Và để mà phân biệt thật giả chúng ta thấy như nào, mọi người thấy em cầm trên tay không ạ? Cái chai này nó rất là nặng và chắc nhá. Đấy, nó rất là chắc. Một cái chai này dung tích của nó là 240ml và được công ty bao bản có rất là kỹ, nên là khi hàng chính hãng ấy, mọi người cầm trên tay nó rất là chắc chắn. Cái sản phẩm anti son này cực kỳ nhiều hàng giả mọi người nhá, nên là mọi người phải tuyệt đối lưu ý nhá, anti son cực kỳ nhiều hàng giả luôn, nên là mọi người phải lưu ý đấy. Và cái sản phẩm này á thì nó sẽ giúp cái gì, nó khi mà chúng ta cầm lên tay, đối với hàng chính hãng nó rất là chắc. Ở trên đầu hộp nó sẽ được dán một cái tem này, cái tem này quan trọng nhất này mọi người, cái tem này rất khó bị làm giả mọi người nhá. Đấy, khi mà lấy về thì chúng ta lắc qua lắc lại, mọi người thấy nó phản quang 7 màu rất là rõ rệt như thế này không ạ? Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, còn hàng giả mà có chữ ai khe ở đấy nữa mọi người thấy không? Đấy, lắc qua lắc lại thì chúng ta sẽ thấy nó phản quang 7 màu rất là rõ. Đấy, còn hàng giả thì nó sẽ cũng phản quang nhưng mà nó sẽ không có được sắc nét như thế này đâu, nên mọi người lưu ý. Đó là cái điểm nhận dạng rất rất quan trọng nhá. Và cái điểm thứ ba nữa là cái phông chữ của số lô ngày sản xuất, tức là cái kiểu chữ nó phải in y như thế này mọi người nhá, và nó có một cái tem, một cái mã vạch như thế này nữa. Đấy, và để mà có thể mà thêm một cái nữa là chúng ta hãy download thêm phần mềm iCheck về để chúng ta quét nhé mọi người nhá. Đây là phần mềm iCheck này, đây. Đây, chúng ta đưa vào đây nhất và chúng ta quét nhé. Quét được rất nhiều sản phẩm các anh chị ạ. Đây. Đấy thì nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là chúng ta đã đảm bảo là hàng chính hãng rồi. Và quan trọng nhất là các anh chị phải tìm những cái đơn vị uy tín, tin tưởng để chúng ta mua hàng, để không phải dính hàng giả hàng nhái mọi người nhé. Và nếu các anh chị và các bạn cần hỗ trợ, cần tư vấn, cần mua hàng chính hãng hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em theo số 0966 636 631 để em hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị và các bạn nhé. Rồi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày nhá. Xin chào mọi người ạ.